Shop Lucy xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay thì em sẽ lại tiếp tục quay cho bác những mẫu túi sách này, cặp laptop này. Và thì nay thì em về được 3-4 đôi giày ông địa nha. Bác nào mà mình gọi là dân gọi là săn giày ông địa, và những lần trước thì không săn được, thì lần này mình tranh thủ mình đặt mua giúp em nha. Đó, em về được đúng 3-4 đôi thôi. Như đôi đầu tiên thì em sẽ lên cho bác một con túi gọi là vừa túi sách được này, vừa túi sách vừa túi đeo được luôn này. Đó, một con màu xanh đúng nha. Con này có cái vân, người ta làm như kiểu cái vân da nhìn rất đẹp luôn này các bác này, các bác thấy không? Một con màu xanh các bác nha. Đây, hiệu của nó đây các bác này. Đó, cái vân của nó cực kỳ đẹp luôn nha. Vì là túi nhiều khi là túi si ấy, hay là nó không được gọi là nó không được gọi là nhiều cái thì nó có vết này vết kia, thì bác nào mình thấy ưng mẫu nào đó mình chốt cho em nha. Đó, em với cái giá thì chỉ có 200-300 ngàn một con túi thôi. Đó, như con này thì em bán cho bác là cái giá là 385k các bác nha. Đó, bình thường ít nhất là mấy mẫu này, tại vì con này thì em thấy là nó cũng hơi cũng một xíu rồi, nó hơi cũ một xíu nên là em sẽ bán bác giá là 385 nha. Chứ nếu không thì em bán ít nhất con này cũng phải 400-500 ngàn các bác nhá. Con này có mã là T133, chiều cao là 30 và chiều ngang 27. Ví dụ những bác mà dân gọi là dân văn phòng hoặc là dân giáo viên, mình đựng gặp mình đựng laptop thì mình chịu khó là mình đo cái gọi là đo cái thông số của cái laptop của mình để mình đựng vừa các bác nha. Đó. Con này cái vân da nó rất đẹp luôn, một con màu xanh cũng nhá, một con màu xanh này. Đó, vân da cực kỳ đẹp, cực kỳ ok luôn. Đây, bên trong này. Bên trong ngăn thì như vậy các bác nhá. Đó. Mã là T133 nhá, T133. Và hình thức mua hàng bên em thì các bác nào lần đầu mua, các bác bắt buộc là phải cọc thêm 100k thì em phải đi đơn các bác nhá. Bên em thì luôn luôn là bao ship. Đó nên là nhiều bác thì vừa muốn mua giá này này còn muốn được bao ship nữa, nên là bác nào mà mình muốn mua với cái giá cực kỳ rẻ này, đó thì mình tranh thủ chốt ở bên em nha. Tại vì bên em bán cho bác là cái giá nó cũng là giá rẻ nhất luôn nha các bác nhá. À, như con túi đeo này thì em bán cho bác là 250 thôi nha. 250, mã T134. Chiều cao là 22 và chiều ngang là 20 nhé. Thương hiệu là Golan gì đây này. Đó, đây đế màu đế đấy các bác nhá. Đó, cái phần dưới đế này được may được khâu rất chắc chắn, rất ok luôn nha. Đó, một con màu nâu, một con màu nâu thớ da rất dày dặn luôn. Các bác nhìn thấy không, cái thớ da cực kỳ dày nhá. Mấy con này thì các bác có thể là mua cho con mình về mình đựng đi học này, đựng gọi là ít đồ gì đó, hoặc là mình mang đi chơi. Đó, mình đeo đi chơi, mình đựng ví tiền rồi đựng mấy cái thứ linh tinh bên trong này. Đó, rất là ok nha. Đó, bên trong này con này hiệu này. Đó, ngăn khóa kéo đầy đủ các bác nhá. Con này thì cái nắp của nó là nắp 5 châm các bác nhá, nắp 5 châm. Đó, nắp 5 châm, một con màu nâu. Túi đeo. Đó, con này thì tùy vào các bác là mình nới rộng nới dài nhá. Đó, một con màu nâu này. Thương hiệu Golan đây này. Đó, nắp đằng sau đây nha. Đó, rất nhiều ngăn này, các bác đựng rất là nhiều đồ nhá. Vì giá là chỉ có 250k thôi. 250k còn được bao ship, mã là T134, T134. Tục lên cho bác một con túi laptop này, một con màu nâu các bác nha, một con màu nâu. Form này cực kỳ bự luôn nha. Đó, hiệu của nó đây các bác này. Nó cái thớ da cực kỳ dày dặn xịn sò. Đây phần dưới đế đây các bác này. Con này tình trạng nó là hơi bị gọi là cái phần da ở phần đáy của nó hơi bị sờn nha, hơi bị sờn một xíu nên em sẽ xả con này xuống chỉ còn là 250 thôi. Đó, con này xả xuống 250 thôi nha. Mã là T125, chiều cao là 28 và chiều ngang 37 này. Thường là mấy cái dòng túi gọi là túi laptop thì em sẽ bán rẻ nhất là 385 hoặc là 485 nha. Nhưng mà con này tình trạng nó thì bị gọi là hơi sờn một xíu ở dưới đáy. Đó, nên là em sẽ xả cho các bác là cái giá 250 thôi nha, 250 thôi. Đó. Túi này, ngăn này. Con này chia thành hai ngăn các bác nha, chia thành hai ngăn này. Đó, cực kỳ rộng rãi thoải mái luôn. Mấy bác còn dân văn phòng này. Đó, mình phải đựng giấy tờ này. Đó, mình đựng giấy tờ. Đó, rất là ok. Đó, một con màu nâu, vừa cầm vừa túi sách, rất ok nha. Đó, 250 thôi, 250 xả 250. Đây, tiếp tục nha, một con túi đeo này, một con màu xanh đen các bác nha. Con này cực kỳ đẹp luôn, em thấy cực kỳ mới các bác nhá. Hiệu của nó đây các bác này. Chất da cực kỳ dày dặn này.
dưới đáy này được khâu may rất chắc chắn, rất tỉ mỉ luôn. Đó, đằng sau này khóa kéo trơn tru này, rất xịn luôn nha. Đó, độ mới cao. Đó, lòng lót bên trong một con màu xanh da bò các nhá, nhìn cực kỳ dày dặn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, giá là 285 các nhá, 285. Đó, cái phần đường may đường khâu này, độ mới cao các nhá, độ mới cao. Đó, một màu xanh đen. Mã là T135 các nhá, T135, chiều cao 25 và chiều ngang là 22. Đó, một con túi đeo chéo nhá, một con túi đeo này. Đó, con này rất mới luôn, độ mới ok. Đó, cực kỳ dày dặn màu xanh đen. Đây, tiếp tục mình sẽ có một con màu nâu này. Đó, chất da cực kỳ gọi là mềm mại nhưng mà sẽ cực kỳ dày nhá, con này cực kỳ dày này, dưới đáy này. Đó, cái thiết kế đơn giản nhưng mà không có nhìn cái dây không, cực kỳ chắc chắn. Em thấy con dây này nó khác biệt với những con dây hàng khác không nhá. Đó, các bác cầm sẽ cực kỳ là chắc chắn luôn nha, cầm cực kỳ chắc chắn luôn. Một con màu nâu. Đó, khóa bên trong này. Đây, hiệu bên trong đây nha. Đường may khóa rất chắc chắn, rất ok. Đây, có nắp 5 châm ở đây này các bác này. Có hút 5 châm tự động nha, hút 5 châm. Đó, rất là xịn sò luôn nha. Đó, ngăn này. Rất nhiều ngăn cho bác luôn, nắp 5 châm. Đấy. 285k nhá. Mã là T127 này, chiều cao 25 và chiều ngang 23. Đây, mấy con này thì các bác đựng đựng đồ này. Đựng đồ đạc này. Đó, hoặc là mình đi chơi này. Đó, mình gọi là đi chơi picnic này, đi chơi với người thân vào dịp cuối tuần, đó, nghỉ lễ này. Đó, mình đeo mấy con túi này đi chơi rất ok. Chỉ có giá là 285 thôi các bác nhá. Đó, một con màu nâu. Đường may khâu cực kỳ chắc chắn luôn. Tiếp tục lấy bác một con túi này, vừa đeo vừa xách được này. Đó, một con màu đen nhá, hiệu Polo Garden gì đây này. Đó, đường may được khâu rất chắc chắn luôn nha. Vân dài con này, cực kỳ nhìn rất dày dặn, rất xịn sò luôn này con này. Đó, phần dưới đế này. À, đằng sau này, con này em thấy cũng khá là mới nhá, khá là mới luôn nha. Đó, một con màu đen. Một con màu đen nhá, đằng sau cũng có một cái lớp khóa đằng sau nha. À, mấy cái dòng này thì các bác ví dụ như dân giáo viên này, em thấy mấy bác dân giáo viên thì nên chọn mấy cái dòng này nhá. Hoặc là mấy bác dân văn phòng đó, thì mình nên chốt với cái dòng này, mình đựng laptop hoặc mình đựng giáo án này, mấy cái giấy tờ này. Đó, rất ok. Đó, lòng lót bên trong này rất xịn sò luôn nha, rất nhiều ngăn luôn, cực kỳ nhiều ngăn. Một con túi màu đen đó, con này thì bán cho bác cũng 320 thôi đó, giá cực kỳ rẻ luôn nhá, 320k thôi. Mã là T128, chiều cao 30 này, chiều ngang là 28 nha. À, một cái dòng laptop như vậy thì thường là bán 380 lận nha, nhưng mà con này em thấy là form này kiểu đơn giản hơn. À, thì con này em sẽ bán cho bác là 320 thôi. À, nhưng mà con này vẫn cực kỳ là đẹp luôn nha. Để có nhìn cái vân da này, vân da rất xịn sò. À, đường may khâu rất ok, 320k. À, tiếp tục lên cho bác một con hiệu Playboy này. Đó, hôm bữa có một ba em cũng có lên một con hiệu Playboy hay một con Polo gì đó, bác kêu là lúc nào mà về một con hiệu thì nên để lại cho bác này. Đó, nên con này thì em sẽ để cho bác là giá 350 nha. Đó, bác nào cái bác là hôm đấy mà nhìn được cái video này thì bác tranh thủ chốt cho em nhá, một con Playboy. Đó, hiệu Playboy bán cho bác là 350k. Đó, mã là T126 này, chiều cao 24 và chiều ngang 22. Đó, cái dây này, dây màu xanh nhá, con này là dây màu xanh. Đó, một con màu đen nha. Đó, da màu đen cực kỳ dày dặn. Lòng lót bên trong này. Đó, rất ok nha. Đấy, đây con nhìn này, cái dây cầm nó rất chắc chắn luôn. Đó, hiệu của Playboy. Đấy, bác nào mình thích chơi hàng hiệu này, đó, thì mình đến chốt con này các nhá, chốt con này cho em nha. Hiệu Playboy dưới đế này. Đó, dòng hàng hiệu thì nó sẽ mắc hơn một xíu nhá, nhưng mà dành cho những bác mà dân gọi là dân chơi chơi túi này. Đó, dân gọi là dân chơi, thích chơi gọi là những dòng gọi là hiệu thì nên chốt mấy con này các bác nhá. Đó, chốt mấy con này rất ok, giá quá rẻ luôn các bác ơi. 350 thôi, mã T126.
Rồi, tiếp tục lên cho bác một con túi laptop này, túi laptop, túi túi đựng này, túi đeo này, vừa đeo vừa cầm tay luôn nha. Thương hiệu Boston gì đây này, Boston gì đây này. Da của nó chất da cực kỳ dày luôn các bác nha, cực kỳ dày. Ở hai bên ở dưới đáy của nó được may một cái gọi là cái để giữ đứng cái form, để giữ được cái form này. Đây dưới đáy đây các bác nha, dưới đáy đây. Đó, cực kỳ dày dặn luôn. Cực và rất là nhiều ngăn nhá, ngăn form rộng này. Là mấy bác mà gọi là cái túi gọi là có cái laptop to này đựng với mấy con này cũng rất là ok nha. À, như các bác ví dụ như các bác mua mấy con túi laptop ở bên ngoài, túi để đựng laptop bên ngoài ấy, cũng sẽ rất là mắc tiền nhá. À, nhưng mà các bác chơi gọi là thích chơi giá rẻ này, à, thích săn túi giá rẻ thì nên chốt con này cho em nha. À, con này em bán cho bác là 385k thôi. À, mã là T129 nhá, T129. Chiều cao là 28 và chiều ngang là 37 nhá. À, bác nào mình thấy ưng mẫu nào hoặc là mình không ưng mẫu nào thì mình có thể là tua nhanh hơn để mình xem cái mẫu mà mình ưng có nhá. À, tua nhanh hơn một xíu đây. Đấy, lòng lót bên trong này. À, bên trong là lót vải dù nhá. À, được dập tên thương hiệu của con túi nhá. À, độ mới cực kỳ cao luôn. Đây. Có số mã gì đây này, số mã của túi đây này. À, độ mới cao không nhá. Độ mới cao, có nhìn cái khóa không ạ? Đây, có nhìn thấy khóa không? Còn bóng loáng luôn nha. Con này chắc là người ta sử dụng khoảng 2-3 lần hoặc 1-2 lần gì đó thôi. Độ 10K. Mã là T129 nhá. T129. Bác nào mình ưng mẫu nào mình có thể chụp cái túi cộng mã không nha. Cộng mã để gửi qua Zalo em sẽ chốt cho bác cực kỳ nhanh luôn. Đây, tiếp tục đi bác một con túi này cũng rất là khủng luôn này. Đó, một con màu nâu cũng nha, một con màu nâu. Ở cái phần tay cầm của nó còn có cả một cái đai bấm cúc bấm vào này. Đó, cực kỳ dày dặn, form rất bự luôn. Đây, thương hiệu là Badlin gì đây. Một con màu nâu cũng nha, form cực kỳ bự rất to luôn. Form cực kỳ rộng rãi này, mấy bác mà thích gọi là đi đi chơi hoặc là đi công việc này. Đó, đi công việc công tác này. Đó, mình nên đựng mấy con này nha. Sẽ đựng được rất nhiều đồ này, còn sâu nữa nhé, còn cực kỳ sâu. Form này con này chỗ cực kỳ sâu luôn nha. Đó, ví dụ như mình đựng gọi là căn cước công dân này, đó, tiền tụng mấy cái gọi là vật dụng riêng tư mình nên bỏ lên đây các bác nhé. Đó, đây. Cực kỳ sâu và form rất bự luôn nha các bác ơi. Đó, một con màu nâu. Con này cũng bán cho bác là cái giá là 350 thôi. 350 thôi nha, form đẹp to này. 350, chiều cao 30 và chiều ngang là 35. Mã là T132 nhé, T132. Đó, một con màu nâu, form rất bự luôn nha. Đó, dưới đáy này, dưới đáy này các bác nhé. Đó, 132. Tiếp tục lên cho bác một con túi đeo này. Đó, một con túi đeo chéo này, mấy bác mà dân sành điệu này. À, đi chơi cuối tuần 30/4, 1/5 này. À, đi chơi với người thân. À, mình sẽ là đeo con này đi chơi. À, cũng rất là gọi là rất là hiện đại luôn nha, rất hiện đại luôn. À, mình đeo chéo này, mình đựng ví tiền hoặc là mấy cái đồ lặt vặt ở bên trong cũng rất là ok. À, ở trước mặt là có một cái nhiều một cái đai này. À, tạo nên cái hiệu ứng gọi là kiểu cách cho đôi cái kiểu cách cho cái túi này nha. Đây đến từ thương hiệu Xuân gì đây này, đó, được may luôn, được may khâu thêu dập nội này, may dập nội nha, đó, chất da này, đó, cái thớ da rất đẹp, rất xịn luôn nha, một con màu đen, đó, form mỏng nhé, con này là form mỏng giùm nha, đó, cái tay, cái dây cũng cực kỳ chắc luôn, đó, dây cực kỳ là chắc luôn nha, được kiểu người ta dập tên của trên cái dây đeo này, đó, con này có mã là T130 nhé, T130, chiều cao là 27 và chiều ngang là 25. Giá là 285k nhé, 285k. Đó, lòng lót bên trong, form cực kỳ đẹp luôn này. Đó, kiểu dáng rất đẹp, rất ok luôn nha. Đó, cái con này thì nó đẹp nhất là ở cái gọi là cái thêm phần khóa ở đây này. Đó, tạo hiệu ứng cho cái túi rất đẹp luôn. Đó, 285k thôi nha. Đây, lên cho bác con túi cuối cùng của video này. Đó, con túi cuối cùng nha, con này cũng là con túi laptop này.
mình bác dân văn phòng, dân giáo viên, dân công chức này, đi công tác này, mình chọn cái con túi này rất là ok, form có rất là chất và cực kỳ dày dặn này, bên trong thì rất là nhiều ngăn, chia ra nhiều ngăn, đến từ thương hiệu cái gì Ferin Cardin gì đây, Ferin Cardin gì đây nha, đây này, Ferin Cardin các bác nhá. Đấy, một con màu đen nhá, đen da mềm nhá, da mềm mại các bác nhá, da mềm mại các bác ơi, form rất ok, dưới đáy này, đến từ một con thương hiệu vậy mà em cũng bán chắc là cái giá là 350 thôi. Đó, thường là mấy con này em sẽ bán là 380-400 ngàn nhá, nhưng mà con này em cũng bán chắc là 350 thôi. Mã là T131 này, chiều cao là 28 và chiều ngang là 35 nhá, chiều ngang 35. Đây, thương hiệu Ferin Cardin này. Friend Cardin nha, rất ok, lòng lót bên trong này. Bác nào mình thích chơi hiệu con Cardin này, mình nên chốt con này nha. Con này cực kỳ đẹp luôn, da mềm bóng có nhá, da mềm bóng luôn, dây cầm dây đeo rất ok. Mã là T131. Đây, nay về được 4 đôi. Bốn đôi dòng giày ông địa này, bác nào mình gọi là dân thích dòng giày ông địa mà chưa săn được đôi nào thì trong cái video này bác nào mình thấy đúng sai đúng mẫu mã mình ưa thích mình chốt thật nhanh cho em nha. Đây, mẫu giày ông địa này kiểu dáng thể thao này, mấy con này thì ba mấy bác phải đi chơi vào cuối tuần này, phối với lại một con túi đeo chéo này, sẽ cực kỳ trẻ trung và hiện đại luôn nha. Một con màu đen kiểu dáng thể thao. Đó, chất da này được may khâu này. Đó, với cái dòng giày ông địa bản gọi là thiết kế nó sẽ được may gọi là khâu đế bản to nhá, khâu đế bản to đây. Đấy là đế cao su chống trơn trượt, một con màu đen. Form rất đẹp luôn nha. Form cực kỳ đẹp, một con màu đen nhá, một con màu đen. Đây, một con form màu đen, con này có mã là C460 nhá. Size 38 này, size cực kỳ bé luôn. Đó, bác nào mà mình có chân gọi là chân 38 thì chốt con này cho em nha. Đó, đó số là số 38 nha. Bên trong lót da, bên trong lót da 485k thôi. Bác nào mình gọi là chưa săn được một đôi giày ông địa nào, hoặc là mình thích có chân gọi là chân bé này, chân nhỏ này, thì chốt con này cho em nha. Chốt con này cho em. Bác nào mình ưng mẫu nào mình có thể chụp mẫu đôi giày cộng mã gửi qua bên Zalo, em sẽ gọi là chốt cho bác cực kỳ nhanh luôn nha. Đây, tiếp tục lên cho bác một mẫu giày ông địa này. Form này màu vàng bò nhá, màu vàng bò. Con này thì cái đường khâu của nó thì khâu bản nhỏ nhá, khâu bản nhỏ cho em nha. Con này có mã là C462. Con này em bán bác là 350 thôi, 350 thôi nha. Tại vì em thấy ở đây có một cái đường chỉ người ta kiểu may vắt chéo như vậy này. Con này bị may vắt chéo chứ không phải là bị đứt nha. Nó may vắt chéo như vậy này. Da của nó thì cũng mềm, da mềm mại. Đó, bán 350 thôi, 350k, size 40.5 nhé, size 40.5, chiều dài là 255 con này, chiều dài 255, 40.5, form da mỏng mềm, êm ái này, đế cao su nhé, đế cao su, một con màu vàng bò nhé, một con màu vàng bò, da mềm, đấy, đây con này, 350k cũng nhé, 350k. Một con màu vàng bò, mã là C462 nhé, C462. Đây, tiếp tục lên cho bác cái mẫu giày ông địa tiếp này. Con này thì màu nâu cũng nhá, một con màu nâu 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 đây. Đó, kiểu dáng rất là đẹp này, 1978 này. Bác nào mình có năm sinh như vậy hoặc là mình thích cái kiểu dáng dòng giày ông địa như vậy này. Form giày khác nha, ba mẫu là ba mẫu khác nhau các bác nhé. Nhìn mẫu kiểu dáng với đầu của nó khác nhau các bác ơi. Được may khâu là bản nhỏ nhá, con này được khâu bản nhỏ nha. Một con màu nâu, em cũng bán con này cho bác là 350 thôi, 350 nhé. Mã là C463, kiểu dáng là dòng thể thao, size 41, 41.5 thôi nhé. Bác nào mà mình chân 41 này, 41.5 thì chốt đôi này cho em nha. Đế cao su này, đế cao su chống trơn trượt này, form này, kiểu dáng này. Bác nào chân 41, 41.5, thích dòng mẫu giày ông địa này, cực kỳ cháy hàng, cực kỳ hot luôn. Lâu lâu mới về được khoảng 1-2 đôi gì đó là cháy lần đó các bác nhá. Nên bác nào mình ưng mẫu nào mình chốt thật nhanh cho em nha. Form mẫu giày ông địa này cực kỳ cháy hàng bên em luôn. Bác nào mình thấy ưng mẫu nào
hoặc là bác nào mà mình thấy không đúng size của mình thì mình có thể là tua nhanh nha, tua nhanh để mình xem cái form và đôi giày mình ưng ý nhé. 350k thôi ơi, 350k, mã là C463. Đây, lên cho bác cái đôi cuối cùng này. Đồ cuối cùng nha. Đó, mẫu giày là C461, size 40 chấm, size 40. Đó, mã là C485. C485 nhá, mẫu giày ông địa này, được khâu bản to nhá. Con này với lại cái mẫu này là khâu form bản to này. Đó, form nó sẽ cực kỳ đẹp luôn. Mấy bác mà thích kiểu dáng ông địa này đi chơi này, thích gọi là độc lạ này, đó, thích kiểu độc lạ này. Đó, thì nên chốt con này nha, đi cực kỳ là êm chân và thoải mái luôn. Tại vì cái da nó cực kỳ là mềm mại á, đi vào chân sẽ cực kỳ là êm. Đó, nó không gọi là cái form hoặc là form da cứng ấy, thì mình sẽ đi không bị đau chân cũng nhá. Đó, một con màu vàng, nâu vàng đây này, đó, rất ok, màu cực kỳ đẹp luôn nha. 485k. Đó, nói chung là dòng giày ông địa thì lúc nào cũng tránh hàng. Nên bác nào mà mình thấy đúng size, đúng số của mình thì mình tranh thủ chốt cho em nhá. Và đặc biệt thì em luôn lưu ý với những bác là mình đi đúng size số nhá, chứ không phải nhiều bác là thấy đẹp thì bác chốt thì mình mang sẽ bị chật hoặc bị rộng, lại mất công là phải hoàn hàng các bác nhá. Đó, con này có mã là C461, size 40, 485k. Và em cũng xin lưu ý với những bác lần đầu mua hàng, các bác bắt buộc là phải cọc thêm 100k thì em mới đi đơn các bác nhá. Zalo, số điện thoại đã để trên màn hình này. Bên em thì luôn ưu tiên và chốt cho những bác nào cọc trước các bác nhá. Và em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.